Năm 2016, các hoạt động CSR của Samsung tại Việt Nam chủ yếu là ổn định và phát triển. Đây là cái hoạt động phong trào CSR của Samsung kết hợp với phong trào của nhân viên nội bộ để giúp cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ở Samsung có điều kiện tham gia và hiểu hơn về các đóng góp của Samsung đối với cộng đồng. Giáo dục niềm vui, mới mẻ hy vọng. Vui đùa. Xúc động. Động động. CSR rất là có ý nghĩa. Bên cạnh những cái việc mình hỗ trợ về cơ sở vật chất cho nhà trường thì cũng đã tổ chức những cái cuộc vui chơi rất là vui cho các bạn em nhỏ ở đây. Mình cảm thấy hạnh phúc vì được góp phần cùng với lại Samsung đem lại cái niềm vui cho các em. Thời gian các bạn thay vì đi chơi với bạn bè hay này kia thì lại chia sẻ với các em ở vùng sâu vùng xa.